hướng dẫn cách điều trị sâu răng cho người lớn. Trong cái quá trình mà công tác tại phòng khám thì bác sĩ Cường cũng gặp phải rất nhiều câu hỏi về việc là có cách nào để điều trị sâu răng hay không để mà hạn chế cái tình trạng sâu răng người lớn. Và hôm nay bác sĩ Cường sẽ chia sẻ 4 cái cách mà điều trị sâu răng cho người lớn vô cùng hiệu quả nhé. Cách thứ nhất là điều trị bằng fluor. Cái hợp chất fluor này là một cái phương pháp áp dụng để mà chống cái sâu răng ngay từ giai đoạn sớm, ngay từ khi mà cái sâu răng nó mới chớm thôi, nó chưa sâu qua cái vùng men. Và cái việc mà chúng ta sử dụng fluor nó là một cái phương pháp dự phòng sâu răng không chỉ là ở người lớn mà còn cả ở trẻ em nữa, để làm giảm tối đa cái tình trạng sâu răng có thể diễn ra. Và điều này thật sự là tuyệt vời với những cái chương trình mà nha học đường, với những cái chương trình dự phòng thì nó sẽ giúp cho cái răng của chúng ta được khỏe mạnh và tạo ra một cái lớp áo bảo vệ trước khi là chúng ta diễn ra cái tình trạng sâu răng mạnh hơn. Thứ hai là trám răng hay gọi là hàn răng. Thì khi sâu răng mới hình thành thì lỗ sâu còn nhỏ và cái miếng hàn đấy còn đảm bảo cái tác dụng tốt, thì bạn sẽ được nha sĩ loại bỏ mô răng bị sâu và phục hồi những cái lỗ răng bị khuyết hở bằng cách sử dụng vật liệu trám chuyên dụng. Thì sẽ có 3 loại vật liệu mà thường bác sĩ Cường hay sử dụng, đó chính là vật liệu thứ nhất là vật liệu composite. Composite là một cái dạng nhựa cao cấp sinh học dùng trong nha khoa, thì đây là một cái vật liệu mà tương đối là có độ cứng cao và có những cái ưu điểm để mà giúp hỗ trợ che đậy cái lỗ sâu, và nó có những cái tác dụng để hạn chế cái tình trạng sâu tiến triển ở trong. Thứ hai đó là GIC, nó là một cái hợp chất để mà làm cái vật liệu hàn. Với những cái trường hợp mà lỗ sâu tiến triển vào cái vùng ngà răng thì nó có những cái chất kháng khuẩn để mà hạn chế cái tình trạng sâu tiếp tục diễn ra sâu hơn. Thứ ba là những cái vật liệu hàn cổ điển, ví dụ là amalgam hay một vật liệu hàn kim loại. Đây là những vật liệu mà chúng ta trước đây thì rất là hay sử dụng, nhưng hiện nay thì nó chỉ sử dụng ở một số nơi thôi, và bác sĩ Cường thì rất ít sử dụng loại này. Và lưu ý với mọi người là cái lỗ sâu này nó sẽ tiến triển từ men răng đến ngà răng và đến tủy răng, và việc của chúng ta là hãy hàn, hãy trám răng càng sớm càng tốt nhé, đừng để nó tiến triển vào tủy răng thì sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Và tôi sẽ chia sẻ phần tiếp theo, đó chính là chữa tủy răng. Và khi cái tình trạng sâu răng của bạn trở nên nặng nề, áp xe răng hoặc nhiễm trùng lan đến vùng tủy răng, thì bạn sẽ cần phải lấy bỏ cái tủy răng bị viêm nhiễm nó đi, và bác sĩ sẽ lần lượt loại bỏ phần tủy răng bị sâu và làm sạch ở bên trong răng, chân răng trước khi trám hoặc bọc sứ để bảo vệ chiếc răng này. Và thứ tư đó là nhổ răng. Trong những cái trường hợp nghiêm trọng, những chiếc răng sâu đã bị phá hủy, bị vỡ mất cái phần thân răng, chân răng, gây những cái biến chứng ở phần chân răng không có khả năng hồi phục được, thì bác sĩ đành phải ra một cái quyết định, đó là đánh giá cái tình trạng của cái chiếc răng đó và nhổ bỏ. Và sau đó thì bạn có thể thay thế chiếc răng đã mất bằng các phương pháp như làm cầu răng hoặc là trồng chân răng nhân tạo implant. Và nếu không lấp đầy những cái khoảng trống này thì các răng bên cạnh có nguy cơ bị xô về cái khoảng mất răng đó. Nên là hãy nhớ chăm sóc chiếc răng của chúng ta, bảo vệ nó để tránh xảy ra cái tình trạng sâu răng. Còn khi mà bị sâu răng rồi thì chúng ta nên trám càng sớm càng tốt. Và nếu mà còn giữ lại được chiếc răng đó thì chúng ta sẽ cố gắng tìm mọi cách để mà điều trị nội nha, điều trị tủy để giữ lại chiếc răng đó, và sau đó sẽ làm chụp bọc lại. Và nếu trong trường hợp không thể giữ được, buộc phải nhổ, thì chúng ta sẽ cần trồng chân răng nhân tạo vào càng sớm càng tốt để tránh hiện tượng xô lầy các răng, để tránh hiện tượng là mất chức năng ăn nhai và để tránh xảy ra những cái hậu quả không tốt. Và chúc các bạn có một hàm răng khỏe mạnh. Và nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi gì về những cái vật liệu hàn trám răng hoặc là những cách để mà phòng ngừa răng sâu, thì có thể inbox cho bác sĩ Cường, và bác sĩ Cường sẽ xin trả lời hoàn toàn miễn phí. Và xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Xin chào. Cơ sở 1 Dr. Cường Dental, 28 phố Gốm, Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội. Facebook Nha khoa Thẩm mỹ Dr. Cường. Điện thoại 0974 598 669. Cơ sở 2 Eco Dental, 150C Thủy Nguyên, khu đô thị Eco Park, Văn Giang, Hưng Yên. Facebook Nha khoa Eco Dental, Eco Park. Điện thoại 0965 485 669. Cơ sở 3 Ocean Dental, mặt trong tòa S208, Vinhomes Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội. Facebook Nha khoa Ocean, Vinhomes Ocean Park. Số điện thoại 0968 888 105. Website dcdental.com.